Quỳnh Như sẽ bật cho mọi người xem là bơm 140 sẽ hoạt động như thế nào nhé. Cả nhà, hôm nay là Famix đang cho là test mẫu bơm đặt dưới nước hay là còn gọi là mẫu bơm sinh sinh. Thì như xin giới thiệu sơ về thông số này. Đây là motor của Bảo Long 3.0 kW tương ứng với 4 ngựa. Đây mình đang 4 ngựa chạy qua đây nha. Qua đây mình sẽ là chạy buli của motor là một tắc mốt. Buli của bơm là hai tắc. Cốt của bơm này là sẽ sử dụng hai dòng bi có phốt chống luôn. Thành ra là mình chỉ cần châm nhớt ở đây thôi, không sử dụng bạc đạn gùa khô ở bên ngoài. Và đây là cây bọc, cây lát để mà truyền động trực tiếp ở đây. Là cây lát này sử dụng lát 20, bọc lát ở đây là bọc lát 42. Đó, cây lát này hiện tại là dài khoảng 3 mét và đi xuống dưới kia. Đó, đi xuống bầu bơm thì ngập ở dưới kia rồi. Đó, còn đây là dàn cầu thì Famix gia cố thêm cho mình là cái bánh xe to như thế này để mình dễ dàng di chuyển giữa nhiều ao khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là hoạt động để coi xuất nước như thế nào và đưa vào bồn chứa, bấm nút on nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho là quay vào bồn để mà mình đo lưu lượng. Bắt đầu nha. 3, 2, 1, vô. Để cho chính xác thì mình sẽ test thêm là 2 lần nữa, tổng cộng là 3 lần. Rồi nước ổn định nè. 3, 2, 1, quay nhớ. Dừng nè, tắt nè. Ampe đo được là 14.9. Lượng đo được trung bình là khoảng 110 mét khối trên giờ, cho đầu bơm 140, độ xa là khoảng 10 mét ống nha mọi người. Ngoài cái việc là mình bơm gần thì trong nuôi tôm thì sẽ có bơm từ ao này qua ao kia, điểm khác xa khác nhau. Thành ra là Famix sẽ tiếp tục test cho cả nhà thêm là một cái đoạn đường là 60 mét là cũng điểm bơm này ha. Sau đó sẽ thêm 60 mét ống đi lên thẳng lên trên kia. Đó, hiện tại là ampe là đo được như thế nào và sức nước như thế nào thì cùng Famix test phía trên nha. Mình đi lên chưa? Dạ đầy ống mà chú. Với đoạn đường là 60 mét ống thì mọi người thấy là sức nước nó nhẵn ra đầy ống bình thường nha. Và bây giờ là mình sẽ cho là đưa vào cái bồn chứa 750 lít này, tiếp tục là đo lưu lượng. Chưa. Ủa. Rồi. Đúng rồi. Bấm dây luôn. Kìa vâng, thấy lên đó không? Lần test tiếp theo với độ xa là 60 m, ống bơm 140 thì cái số giây là 29,53 giây đầy bồn chứa 750 lít tương ứng là khoảng 92 mét khối nước trên giờ nha cả nhà. Ampe đo được là 13 thì tương ứng cái ngưỡng của motor là 15 là ok hết, nước vẫn đầy ống. Tiếp theo mình sẽ cho test lần 2. Rồi bây giờ mình sẽ tổng hợp lại là 3 lần test với cái độ xa 60 m, bơm 140 này là 98 mét khối nước trên giờ nha. Ampe trung bình là 13 chấm. Sau 2 lần test là với 2 độ xa là 10 m và 60 m thì bơm của chúng ta lưu lượng được có khoảng là từ 99 mét khối nước trên giờ với 110 mét khối nước trên giờ, thì hầu như là độ xa nó không ảnh hưởng quá nhiều đến lưu lượng, hầu như là nó gần ngang ngửa nhau và độ ống nước đầy nó vẫn là đầy ống như nhau hết. Thì bơm này ứng dụng là bơm cấp nước nè, hoặc là có thể bơm sinh sình, và vấn đề ở đây là đầu bơm kết nối trực tiếp xuống luôn, không cần phải lắp thông qua là lớp B. Thành ra là mình sẽ dễ dàng bơm nước hơn, dễ dàng thao tác, dễ dàng sử dụng hơn. Bơm này là do chính Famix sản xuất
xuất và phân phối. Thì quý khách hàng có nhu cầu mua hàng hoặc là muốn biết thêm thông tin chi tiết, cứ liên hệ về số điện thoại 0899 199 700 để được hỗ trợ tư vấn và giao hàng nhé. Xin chào.